Thầy chào các em học sinh lớp 4 và quý phụ huynh. Trong video hôm nay, thầy sẽ hướng dẫn các em giải đề thi học kỳ 1 môn toán lớp 4 sách cánh diều. Nội dung đề thi gồm có hai phần, phần 1 trắc nghiệm 3 điểm, phần 2 tự luận 7 điểm. Phần số 1 trắc nghiệm khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng. Câu số 1. Số 3 triệu 105.207. 3.105.207 chính là số 3105207. Vậy thì câu 1 chọn đáp án đúng là đáp án B. Câu 1 chọn B. Câu số 2. Giá trị của biểu thức 8230 cộng cho 2000 trừ cho 230. Chúng ta nhẩm nhanh này. 8230 mà trừ 230 là còn 8000. 8000 mà cộng cho 200, cộng cho 2000, kết quả là bằng 10000. Đúng không? Nhẩm nhanh là chúng ta lấy 8230 trừ 230 là bằng 8000. 8000 mà cộng cho 2000 là bằng 10000. Vậy câu 2 chọn đáp án D. Câu số 3. Trong số 38 triệu à, xin lỗi à, trong số 38 triệu 581.249 giá trị của chữ số 8 thuộc lớp triệu gấp giá trị chữ số 4 số lần là bao nhiêu? Chữ số 8 này ở lớp triệu thì nó sẽ là giá trị của nó sẽ là 8 triệu, đúng không? 8 nhân 1 triệu là 8 triệu. Chữ số 8 có giá trị là 8 triệu. Được chưa? 8 triệu. Chữ số 4 thì ở lớp xin lỗi, số 4 là ở gì? Ở hàng triệu, xin lỗi tôi nói lại này. Chữ số 8 là ở hàng triệu, giá trị là 8 triệu. Chữ số 4 là ở hàng chục, giá trị là 4 nhân cho 10 là 40. Được chưa? 40. Vậy thì người ta hỏi mình là giá trị của chữ số 8 thuộc lớp triệu gấp giá trị chữ số 4 là bao nhiêu lần? Thì chúng ta lấy 8 triệu chia cho 40. 8 triệu nè. Chia cho 40. À, thêm 3 hơn 0 nữa. Rồi. 8 triệu chia 40. Chúng ta lấy nè. 80 chia 40 là bằng bao nhiêu? Là bằng 2. Thì còn lại mấy hơn 0? Còn lại là 5 con 0. Thêm 5 0 vô là bạn 200.000. Vậy đáp án đúng ở đây là đáp án B. Nó gấp là 200.000 lần. Rồi tiếp tục. Câu 4. Anh Hưng sinh vào ngày cuối cùng của tháng cuối cùng trong năm cuối cùng của thế kỷ 20. Thì năm cuối cùng của thế kỷ 20 là năm 2000. Vậy thì đáp án C là sai nè, đáp án D là sai chưa? Đó, C với D là sai. Năm cuối cùng của thế kỷ 20 là năm 2000. Do đó thì đáp án C và D là sai. Chỉ còn A và B thôi. Chúng ta loại được hai đáp án C và D đó. Rồi. Sinh vào ngày cuối cùng. Ngày cuối cùng chính là ngày 31. Nhớ chưa? Vậy thì loại luôn đáp án B luôn. Khi đọc đề chúng ta đã loại được 3 đáp án và đáp án đúng là đáp án A. Rồi phân tích thêm này. Tháng cuối cùng chính là tháng 12 và chắc chắn là đáp án đúng là đáp án A là ngày 31 tháng 12 năm 2000. Câu số 5. Câu số 5, một xưởng gốm hoạt động liên tục trong 30 ngày, nhớ là hoạt động liên tục trong 30 ngày của tháng 11 và duy trì sản lượng đồng đều mỗi ngày, tức là ngày nào cũng làm đồng đều với nhau. Chẳng hạn như ngày thứ nhất là làm ngày thứ nhất là làm 500 sản phẩm thì ngày thứ hai cũng làm 500 sản phẩm, và tương tự tới ngày thứ 30 cũng làm 500 sản phẩm. Trong 2 tuần đầu tiên, xưởng gốm đã sản xuất được 11.200 chiếc đĩa. Vậy trong những ngày còn lại, xưởng gốm đó đã sản xuất được bao nhiêu chiếc đĩa? Thì chỉ cần chúng ta
tính được mỗi ngày nó sản xuất được bao nhiêu chiếc đĩa thì chúng ta sẽ có được kết quả. Vậy thì trong 2 tuần đầu tiên thì 1 tuần là 7 ngày. Vậy thì 2 tuần là bao nhiêu ngày? Là 14 ngày. Rồi trình bày này nha. 2 tuần là bạn 14 ngày. Vậy thì một ngày á, trong một ngày á là xưởng gốm sản xuất được là bao nhiêu? Chúng ta lấy 11.200 này chia cho 14. Chưa? Trong một ngày sản xuất được là chúng ta lấy xin lỗi, lấy 11.200 chia cho 14. Rồi nhóm nha, 11.200 chia cho 14 nè. 11 chia 14 không được, chúng ta lấy 112 chia 14 được 7 thì 7 thì nhỏ hơn nè, 8 đi. Nhẩm này 8432, viết 2 nhớ 1. 818 à, đúng 112 luôn. Vậy là 8 nhân 14 112, 112 trừ 112 bằng 0. Và cái này thì thêm 2 này hàng không này đúng không? Và thêm 2 không nữa, kết quả là 800. Cho nó nhanh. Rồi. 800. Vậy một ngày sản xuất được là 800. Một ngày sản xuất là 800 nha, 800 chiếc đĩa. Vậy thì bây giờ 2 tuần đầu là 14 ngày rồi, 1 tháng là có 30 ngày. Vậy thì bây giờ chúng ta lấy số ngày còn lại sẽ là lấy 30 trừ đi cho 14. Số ngày còn lại là 30 trừ cho 14 là bằng 16 ngày. Được không? Số ngày còn lại là 16 ngày. Mà mỗi ngày á là sản xuất được là 800 chiếc đĩa. Vậy thì 16 ngày còn lại thì chúng ta số chiếc đĩa sản xuất được là chúng ta lấy 16 nhân 800 thôi. Rồi, chúng ta có được là 16 nhân cho 800 là xong. Rồi 800 này nhân nhân cho 16. Thì không cần nhân hay cũng không ở đâu. Chúng ta lấy 16 nhân cho 8 đi. 8 nhân 6 48, viết 8 nhân 4. 8 nhân 1 là 8, bước 4 là 12 đúng không? 12. Và thêm cái này, vậy thì 800 nhân 16 thì là bằng 128 này, với thêm 2 0 xuống nữa. Kết quả là 12.800. Bằng 12.800. Do đó thì đáp án đúng là đáp án C. Một câu toán thực tế rất là hay. Câu 5 chọn C nha. Câu trắc nghiệm cuối cùng là câu số 6. Câu số 6 là một câu cũng rất là hay. Lớp của Hà có 30 bạn. Năm ngoái khi tổ chức đi dã ngoại, cả lớp đã đóng tất cả là 750.000 đồng cho các suất ăn, mỗi bạn một suất ăn, có nghĩa là mỗi bạn ăn một suất thôi. Năm nay giá của mỗi suất ăn đã tăng thêm 3.000 đồng. Năm nay tăng thêm 3.000 đồng trên một suất ăn so với năm ngoái. Vậy nếu tổ chức đi dã ngoại thì tổng số tiền lớp của Hà phải đóng là bao nhiêu? Tổng số tiền là tổng tiền của 30 bạn á. Vậy thì năm ngoái là 30 bạn nhưng mà đóng tất cả là 750.000 đồng, mỗi bạn là ăn một suất thôi. Vậy thì giá một suất ăn của năm ngoái là chúng ta lấy 750.000 đồng chia cho 30. Được chưa? Chúng ta ghi lại giá nhóm nha, giá một suất ăn. Năm ngoái là như đây. Giá một suất ăn năm ngoái là 750.000 đồng. Chúng ta chia cho 30. Thì chúng ta lấy 75 này chia cho 3 được 25. Rồi bỏ thêm một con 0 nữa là bằng bỏ thêm con 0 nữa là gán 3 0 vô nữa là bằng 25.000. Vậy giá một suất ăn năm ngoái là 25.000 đồng. Mà năm nay là mỗi suất ăn là tăng thêm 3.000 đồng. Rồi chúng ta ghi giá một suất ăn năm nay
là bao nhiêu đây? Năm nay thì lấy 25.000 đồng này cộng thêm 3.000 đồng nữa là bạn 28.000 đồng. Được chưa? Giá một suất ăn năm nay là 28.000 đồng. Mà 30 bạn thì nhân thêm cho 30 nữa là xong. Vậy tổng số tiền là phải nộp là bao nhiêu đây? Tổng số tiền lớp phải nộp là chúng ta lấy 28.000 đồng này, chúng ta nhân cho 30. Rồi. 28 nhân 3, 3 nhân 8 24, viết 4 nhân 2, 3 nhân 2 là 6, với 2 là 8. Và chúng ta thêm tổng cộng là 4 số 0, 1 2 3 4 là 840.000 đồng. Vậy tổng số tiền lớp phải đóng năm nay là 840.000 đồng. Đây là một câu, đây là một câu toán thực tế rất là hay nha. Vậy câu 6 chọn đáp án đi. Câu 6 chọn đi. Tiếp theo là phần số 2, phần tự luận. Bài số 1 đạt tính rồi tính. Phép toán đầu tiên là 314.954 cộng 290.528. 314.000 nè, 954 cộng cho 290.528. 4 cộng 8 12, viết 2 nhớ 1. 5 cộng 2 là 7, nhớ 1 là 8. 9 cộng 5 14, viết 4 nhớ 1. 4 cộng 0 bằng 4, nhớ 1 là 5. 1 cộng 9 là 10, viết 0 nhớ 1. 3 cộng 2 là 5, nhớ 1 là 6. Kết quả là bằng 605.482. Phép toán số 2 là 615 nhân 24. 615 này nhân cho 24. 4 nhân 5 20, viết 0 nhớ 2. 4 nhân 1 là 4, nhớ 2 là 6. 4 nhân 6 24. 2 nhân 5 là 10, viết 0 nhớ 1. 2 nhân 1 là 2, nhớ 1 là 3. 2 nhân 6 12 cộng lại. 0 hạ xuống, 6 cộng 0 bằng 6, 4 cộng 3 bằng 7, 2 cộng 2 bằng 4, hạ 1 xuống. Kết quả là 14.760. Phép toán số 3, 6.355 chia 31. 6.355 chia cho 31. 63 chia 31 được 2. 2 nhân 31 là 62. 63 trừ số 2 bằng 1. 1 chia cho 31 không được. Hạ 5 xuống là 15 chia 31 được 0 này. Rồi, hạ 5 tiếp tục. 155 chia 31 được 5. 5 nhân cho 31 là 155. 155 trừ 155 bằng 0. Vậy chỗ này kết quả là bạn 205. Rồi, phép toán cuối cùng của bài số 1 là 291.463 trừ cho 18.080. 291.463 trừ cho cái này 18.080 thì chúng ta thuộc vô một ô nha, một chữ số là 18 này, thuộc vô trong là 18.080. 3 cộng 0 bằng 3, 6 cộng 8 14, viết 4 nhớ 1. 4 cộng 0 là 4, nhớ 1 là 5. 1 cộng 9 là 1 cộng 8 bằng 9. 9 cộng cho 1 là 10, viết 0 nhớ 1. 2 cộng 0 là 2, nhớ 1 là 3. Bằng 309.543. Đúng không? Từ từ từ. Ồ, cái này thầy đem thì cộng rồi. Trừ nha, trừ phải cộng nha, trừ trừ trừ. Phép trừ, phép trừ. 291.000 nè. 463 trừ cho 18.080 trừ 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 nha. 3 trừ cho 3 trừ 0 bằng 3, 6 trừ 8 không được, mượn 10 là 16, trừ 8 là còn 8 nè. 4 trừ 0 trừ thêm 1 là 4 trừ 1 là còn 3 nè.
1 trừ 8 không được, mượn 10 là 11 trừ 8 bằng 3. 9 trừ 1 trừ thêm 1 là trừ cho 2 là bằng 7. Hạ 2 xuống, kết quả là 273.383. Nói lại này, 291.463 trừ 18.080, 3 trừ 0 bằng 3. 6, 6 trừ 8 không được, mượn 10 là 16 trừ 8 bằng 8. 4 trừ 0 trừ thêm 1 là bằng 3. 1 trừ 8 không được, mượn 10 là 11 trừ 8 bằng 3. 9 trừ 1 trừ thêm 1 là trừ cho 2 bằng 7. Hạ 2 xuống là kết quả là 273.383. Tiếp theo là bài số 2. Điền dấu lớn, dấu bé, dấu bàn vào các phép tính. Phép tính đầu tiên là 12 tấn, 12 tạ so sánh với 10.800 kg cộng cho 2.400 kg. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi tính đổi nó về là tất cả đều là kg. Chúng ta nhớ này, tấn, tạ, yến và kg. Đổi từ tấn mà sang kg á, thì qua một cây cầu, hai cầu, ba cầu. Vậy thì 12 tấn á, 12 tấn, 12 tạ này. 12 tấn mà đổi sang kg là chúng ta nhân cho 1.000, có nghĩa là bằng 12.000 kg. Cộng cho tạ này, từ tạ sang kg là qua một cây cầu, hai cây cầu là nhân cho 100. Vậy lấy 12 nhân 100 là 1.200 kg. Rồi cộng lại với nhau thôi. Là 12.000 này cộng cho 1.200 là được là bao nhiêu? Không này, không này, đúng giờ không không này, đây là mấy? Hai này, đây mấy đây? Vì không đúng hòn cộng khó. Đây này, 12.000 cộng cho 1.200 rồi không cộng không bằng không, không cộng không bằng không, không cộng hai bằng hai, hai cộng một bằng ba. Hạ một xuống là 13.200. Dạ, 13.200. Bằng 13.200. Vậy kết quả là bằng 13.200 kg. Được chưa? 13.200 kg. Rồi bây giờ chúng ta cộng cái bên phải lại với nhau này, là 10.800. 10.800 này cộng cho 2.400 kg bằng bao nhiêu? 10.800 cộng cho 2.400 không cộng không bằng không, không cộng không bằng không, 8 cộng 4 là 12, viết 2 nhá 1, không cộng 2 là 2 nhá 1 là 3, và bằng 13.200 đúng không? 13.200 bằng 13.200 kg. Vậy bằng nhau chưa? Bằng nhau, do đó điền dấu bàn thôi. Rồi tiếp theo là 15 giờ so sánh với 16 phút nhân 60. Vậy đổi tất cả về phút rồi đó. Chúng ta tính 15 giờ nè. Chúng ta nhớ 1 giờ là bằng 60 phút. Vậy thì 15 giờ chúng ta lấy 15 nhân cho 60. 60 phút á bạn. Kiên không này. 6 x 5 30, biết không nhớ 3. 6 x 1 là 6, 3 là 9, bằng 900 phút. 15 giờ bằng 900 phút. Vậy bây giờ 16 phút nhân 60 bằng bao nhiêu? 16 phút nhân cho 60 bằng. Kiên không này. 6 nhân 6 36, biết 6 nhân 3, 6 nhân 1 là 6, là 960 phút. So sánh hai con số này, 900 với 960 thì 900 nhỏ hơn. Do đó thì 15 giờ sẽ nhỏ hơn 16 phút nhân 60. Rồi tiếp theo là phép toán số 3. 7 tạ 80 kg so sánh với là 15.600 chia cho 2, 15.600 kg chia 20.
Thì tạ mà đổi sang kg là bằng 700 kg. 7 tạ này 80 kg thì bằng 7 tạ là bằng 700 kg cộng 80 kg nữa là bằng 780 kg. Rồi chúng ta lấy 15.600 này kg đem chia cho 20 bằng bao nhiêu? 15.600 chia 20 nha. Thì rõ ràng đó. 15.600 kg chia cho 20 thì bằng. Rồi chúng ta lấy bỏ đi con không đi. Nó còn gì đây? Lấy 156 chia cho 20. 156 chia cho 2, chia cho 2 nha. Bỏ một con không đi nha. 15 chia 2 được 8, 8 2 16. À 15 lớn hơn rồi. À, 8 lớn hơn rồi, 7. 7 2 14, 15 trừ 4 bằng 1. 1 chia 2 không được, hạ 6 xuống. 16 chia 2 bằng 8. 8 2 16, 16 trừ 16 bằng 0, 78. 78 thì chúng ta thêm một con 0 nữa, bằng 780 kg. Vậy nó bằng nhau rồi, đúng không? Bằng nhau. Do đó thì điền dây dấu bàn. Các bạn nhé. Phép toán cuối cùng. Toán cuối cùng. 12 giây nhân 50 với 9 phút 45 giây đổi về giây. 12 giây nhân cho 50 thì bạn 12 nhân 5 là 60 thêm 0 là 600 giây. Rồi. 9 phút 45 giây. Thì bằng 1 phút 60 giây, do đó 9 phút là bằng 9 nhân cho 60 giây và cộng cho 45 giây. Bằng yên không này. 9 x 6 là 4 là 540 giây và cộng cho 45 giây. Là bằng 585 giây. Vậy so sánh 600 giây với 585 giây thì 600 giây lớn hơn 585 giây. Vậy thì 12 giây nhân 50 sẽ lớn hơn là 9 phút 45 giây. Điền dấu lớn nha. Xong. Chúng ta đã xong bài số 2. Rồi tiếp theo là bài số 3. Bài số 3 này. Bài số 3 là điền số. Hình vẽ bên có bao nhiêu cặp đường thẳng song song, bao nhiêu góc nhọn và bao nhiêu góc tù. Em thấy đây là một đường chưa? Đường này này với song song với đường này là một cặp chưa? Một cặp này, đúng không? Bao nhiêu cặp đúng không? Đường này song song này là một cặp này, đường này song song này là hai cặp chưa? Đường này song song đường này là ba cặp. Phải nó có ba cặp đường thẳng song song. Góc nhọn nè, đếm nè, góc nhọn nha. Một góc chưa? Hai góc, ba góc, bốn góc, năm góc, sáu góc, bảy góc, tám góc, chín góc. Đếm lại nè, góc nhọn là góc có số đo nhỏ hơn 90 độ nha. Một góc, hai góc, ba góc, bốn góc nè. Năm góc, sáu góc, bảy góc, tám góc, chín góc. Tổng cộng là có 9 góc nhọn nha. Đếm lại lần nữa này, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 góc nhọn. Góc tù nè, góc tù là góc có số đo là lớn hơn 90 độ, bé hơn 180 độ. Góc này là một chưa? Một góc nè, hai góc nè, ba góc nè, bốn góc chưa? Bốn góc. Và có bốn góc tù. Là xong. Bài số 4. Tính bằng cách thuận tiện. 38 nhân 720 cộng 38 nhân 280 thì chúng ta thấy là 38 giống nhau chưa? Và đạt 38 giống nhau đạt ra ngoài. Rồi nhân cho tổng gì đây?
tổng của 720 cộng cho chung khoanh tròn thì còn gạch đích này, thấy không? Còn gạch đích là 720 và 380. Vậy tổng của nó là mở ngoặc ra là 720 cộng 280 bằng 38, nhân cho 720 mà cộng 280 là đúng 1.000 luôn, bằng 1.000. Đó. 1.000 mà nhân cho 38 thì chúng ta ghi lại số 38 và thêm mấy con 0 vào, thêm 3 con 0 vào là xong, kết quả là 38.000. Phép toán tiếp theo là 4 nhân 9, 9.120 nhân 25 thì chúng ta biết là 25 nhân 4 bằng 100, và chúng ta ghi là 25 nhân cho 4 nè. Mở ngoặc đóng ngoặc đi cho nó dễ. Nhân cho 9.120. 25 nhân 4 bằng 100. Rồi nhân tiếp cho 9.120. Thì chúng ta thêm hai con 0 vào số 1 9.120 thôi, là 9.120 này, thêm hai con 0 nữa. Nghĩa là bằng 912.000 á, bằng 912.000. Bài cuối cùng là bài số 5. Phạm Ngũ Lão điền vào chỗ trống. Phạm Ngũ Lão là một danh tướng thời Trần, ông sinh năm 1235 thuộc thế kỷ thứ mấy? Thì bài cái mẹo này, chúng ta lấy hai cái số đầu tiên này là 12 á, cộng thêm 1 nó là 13. Vậy ông sinh thế kỷ thứ mấy? Ông sinh năm 1235 thuộc thế kỷ thứ 13. Rồi sao? Rồi, ý thứ hai là lễ tưởng niệm 700 năm ngày mất của ông được tổ chức vào năm 2000 thuộc thế kỷ thứ mấy? Thì năm 2000 là thuộc thế kỷ thứ mấy đây? Thế kỷ thứ 20. Được chưa? Thuộc thế kỷ thứ 20. Vậy danh tướng Phạm Ngũ Lão mất năm bao nhiêu, thuộc thế kỷ bao nhiêu? Thì muốn biết năm mất của ông thì chúng ta lấy năm 2020 nè, đem trừ đi cho mấy đây, trừ cho 700 năm, bởi vì lễ tưởng niệm 700 năm ngày mất của ông vào năm 2000 thì chúng ta lấy năm 2000 trừ 700 năm là ra cái năm của ông mất, được chưa? Là lấy 2000 trừ đi cho 700 không trừ không bằng không, không trừ không bằng không nè, không trừ cho 7 không được, mượn 10 trừ 7 bằng 3, vậy 2 trừ cho không cho 1 là bằng 1. Ông mất năm 1300, mất năm 1300 nha. Phạm Ngũ Lão mất năm 1300 thuộc thế kỷ thứ mấy đây? Thứ 14. Chúng ta lấy 13 này cộng thêm 1 là 14, thuộc thế kỷ thứ 14. Bài cuối cùng, bài số 6. Cuối tuần trước, bố mẹ đưa hai chị em Hà đi chơi ở Thủy Cung. Bố Hà mua hai vé người lớn và hai vé trẻ em, hết tất cả là 900.000 đồng. Giá vé người lớn cao hơn giá vé trẻ em là 190.000 đồng. Họ mua vé người lớn, mỗi vé trẻ em, bố Hà mua có giá bao nhiêu tiền? Thì tổng số tiền hai vé người lớn, hai vé trẻ em là 900.000 đồng. Giá vé người lớn cao hơn giá vé trẻ em là 190.000 đồng. Lớn hơn á. Thì chúng ta đi tính tổng số tiền một vé trẻ em và một vé người lớn để tìm số lớn cộng số bé đó. Là ở đây hai vé thì chúng ta chia cho 2 đi là nó ra là 450.000 đồng. Được chưa? Rồi. Chúng ta biết là giá của một vé người lớn á, là hơn giá vé của trẻ em á, là bao nhiêu? Là 190.000 đồng. Thì chúng ta tính được giá vé người lớn và giá vé trẻ em. Ý thứ nhất là tổng tổng số tiền
một ván người lớn và một vé trẻ em. Là lấy 900.000 đồng đem chia cho hai thì bạn 450.000 đồng. Vậy thì giá tiền một vé người lớn sẽ là lấy 450 này cộng cho 190.000 đồng này. 450.000 đồng cộng 190.000 đồng và chia cho 2 là số lớn á. Giá tiền một vé người lớn là gì đây? Là lấy 450.000 đồng cộng cho 190.000 đồng và đem chia cho 2 thì nó bằng là cái này tính được kết quả là 320.000 đồng. Được chưa? Rồi giá tiền một vé trẻ em là chúng ta lấy 320.000 đồng này đem trừ cho 190.000 đồng thì được là 130.000 đồng. Do là giá tiền một vé người lớn là hơn giá tiền một vé trẻ em là 190.000 đồng. Mày lấy 320.000 đồng trừ cho 190.000 đồng là bằng 130.000 đồng. Rồi đáp số thôi. Đáp số là vé người lớn là 320.000 đồng. Vé trẻ em là 130.000 đồng. Video bài giảng của thầy đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn các em đã theo dõi. Hẹn gặp các em ở video tiếp theo. Chào tạm biệt các em.